Xin chào, rất là vui Nhân được gặp lại tất cả mọi người. Sau khi tìm hiểu thì Nhân được biết là khu vực này có một ngôi trường hiện tại là đang bỏ hoang, và có rất là nhiều lời đồn đại về ngôi trường này, mà Nhân hôm nay Nhân quyết định là Nhân sẽ đi khám phá ngôi trường này một mình luôn. Và Nhân nghe nói rằng trên những cây bàn ở trong sân trường này là có dán bùa, mà không hiểu lý do tại sao là người ta lại dán bùa. Và để giải đáp cho thắc mắc cái câu chuyện đó thì bây giờ Nhân sẽ đi khám phá ngôi trường này xem thử là có cái gì về tâm linh trong ngôi trường này không nha. Bây giờ hãy cùng theo chân của Nhân nha mọi người. Đây là cái quan cảnh mà nhìn từ xa cái ngôi trường này nè mọi người. Có rất là nhiều khán giả bình luận trên kênh của mình đã bảo là tại sao không đi khám phá một mình. Thì mình nói với mọi người luôn, ok, mình đi khám phá một mình cũng bình thường thôi mọi người, chả có cái gì phải gọi là sợ hết á. Nhưng mà có một số em ở quê hương của mình á, thấy mình làm YouTube, vì thế rất là muốn đi chung để khám phá mọi người. Thì mọi người biết tính của mình rồi, tính của mình là không có giấu giếm gì hết á, và luôn luôn muốn giúp đỡ những người khác. Vì thế mà khi có một số lời đề nghị của một số em YouTuber mới làm thôi, nhưng mà Nhân cũng đồng ý là Nhân cho mấy em ấy đi cùng luôn. Thì cái phòng này đang khóa cửa nha mọi người. Đây cửa sổ này. Cửa sổ này có vẻ như rất là dễ mở luôn. Có một điều rất là kỳ lạ là tại sao ở một ngôi trường mà lại dán lá bùa lên cây bàn để làm gì mọi người? Cái điều đó rất là lạ luôn. Không thể nào mà giải thích được cái vấn đề đó. Có lẽ bây giờ chỉ có những người lớn tuổi ở gần khu vực này mới giải đáp cái thắc mắc là bùa mà dán lên những cây bàn. Đây là một phòng học. Mình nghe tiếng của những trái bàn nó rụng mọi người. Ngôi trường này bỏ hoang bởi vì nó xuống cấp. Chứ còn cái vấn đề tâm linh thì mình không dám chắc chắn. Nhưng mà mình dám chắc một điều là những nơi bỏ hoang thì sẽ có sự trú ngụ của bên này. Có cái giếng nè mọi người. Những cửa phòng ở đây gần như mở ra nè.
Ngôi trường này thì theo như mình tìm hiểu thì mới bỏ hoang cách đây khoảng hơn một năm nay thôi. Vì thế mà rong rêu nó cũng chưa có đóng nhiều mọi người. Nghe cái tiếng giống như bàn rơi thôi. Nhưng mà không có gió mà sao bàn nó rơi nãy giờ rơi hoài luôn. Rất là kỳ lạ. Đây là ra khuôn viên nhà vệ sinh của trường. Ở khu vực này thì mình có nghe kể rất là nhiều rồi. Rất là ghê luôn. Và tự nhiên tới đây bắt đầu cảm giác nổi da gà rồi. Nổi gai ốc rồi. Rất là hôi luôn mọi người. Hôi lắm. Cảm giác ở khu vực này là sống lưng mọi người. Ở đây có những cái bàn rất là lớn luôn. Ok. Bây giờ là những cái phòng nào mà mở cửa mở thì mình mới vô nha, mình không có phá cửa. Bởi vì đây là những công trình của nhà nước, mình không có muốn là người ta phải lỡ có mất cái gì cái đổ thừa mình mọi người. Tuy là nó bỏ hoang nhưng mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ok, bây giờ mình vô cái phòng này. Ở đây có một cái vòi sen. Tự nhiên ở trong cái phòng này mình cảm thấy giận ốc mọi người. Da gà của mình bắt đầu nổi lên rồi. Rất là kỳ lạ. Cái tiếng côn trùng nó kêu nghe ghê quá mà.
Và mình nghe nói là trên những cây bàng cổ thụ ở đây là có lá bùa mọi người. Và không hiểu tại sao là những cây bàng ở đây là có bùa ta. Mà nếu như có đi chăng nữa mà bây giờ mình tìm sẽ không ra. Có lẽ như là mình mới phát hiện ra một cái gì đó ở phía đằng xa, mà phía bên này nè. Một con mèo mọi người. Bây giờ mà những cái cánh cửa này mà nó bỗng dưng nó đóng lại là một vấn đề nè. Đứng trong cái khuôn viên trường này cảm thấy lạnh lẽo quá mọi người. Ui, con mèo nó nhìn kìa. Hai cặp mắt của nó sáng, rất là sáng luôn. Rồi, ok mọi người, bây giờ thì cũng đã khuya rồi. Mình sẽ đi về thôi. Còn nãy giờ đi vô trong này thì không có phát hiện gì đặc biệt về tâm linh hết. Chỉ có hơi nổi da gà một xíu thôi mọi người. Có vẻ như công trình này nó còn mới á, vì thế mà cũng chưa có xuất hiện nhiều vấn đề tâm linh. Khi nào mà có những thành phần cầu cơ họ tới đây họ cầu cơ thì lúc đó mình nghĩ nó sẽ linh hơn. Còn bây giờ thì mình phải đi về thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nhé.